Hôm nay mình chia sẻ món thịt heo chiên sả ớt. Món này vừa ngon lại vừa đơn giản. Thì ở đây mình đã chuẩn bị là 400g thịt heo. Thịt thì mình mua cái thịt ba gọi nè các bạn, hay còn gọi là thịt ba chỉ đó. Thì mình mua về mình rửa thật sạch, rồi mình cắt thành những cái miếng vừa ăn hết rồi nè. Đó, mình cắt khoảng chừng này nè. Thì ở đây mình thích ăn cái thịt ba gọi, nó có nạc có mỡ nó ngon hơn. Còn các bạn có thể sử dụng các loại thịt khác tùy theo sở thích nha. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vào đây là một muỗng cà phê nước mắm. Tiếp tục là một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê đường. Đó, mình cho vào đây mình ướp. Mình trộn đều lên nha. Thịt mình sẽ ướp khoảng 15 đến 20 phút rồi mình đem đi chiên. Và mình cho thịt vào, mình để lửa nhỏ nhỏ mình chiên. Chở nó cho thịt nó vàng đều. Mình chiên lửa nhỏ thôi, chiên lửa lớn là nó bị khét á. Thịt vàng đều rồi thì mình gắp ra. Tiếp tục mình chiên cái phần còn lại. Dầu nóng mình cho tỏi và mình phi thơm. Mình cho tỏi vào trước nè. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái phần sả vào mình phi cùng luôn. Đây mình dùng hai cây sả, nó nặng khoảng 50g đó. Khi tỏi và sả đã vàng lên rồi nè, thì mình sẽ cho cái phần ớt băm vào. Ớt này tùy theo ăn cay ít hay nhiều mà các bạn cho vào nha. Để màu thịt được đẹp hơn thì mình cho vào đây là một muỗng canh tương ớt. Mình cho tiếp vào đây là 1,5 muỗng canh nước mắm. Đây là 1,5 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình nấu cho gia vị nó tan đều ra. Khi xả ớt và gia vị nó sạch lại như vậy thì mình sẽ cho cái phần thịt chiên vào. Mùi rất là thơm. Này mình đảo đều, mình ghim thêm một chút xíu nữa cho cái nước gia vị và cái xả ớt á nó bám hết vào thịt là được. Mình đảo đều cho phần sả ớt và gia vị á, nó hút hết vào thịt là được. Mình thấy như vậy là được rồi nè. Giờ mình tắt bếp, mình sẽ gắp ra mình thưởng thức. Thịt heo chiên sả ớt mình đã làm xong rồi nè. Màu rất là đẹp.
Thịt thơm phức, không có bị khô nha. Giờ mình sẽ ăn với cơm trắng. Mời các bạn nha. Thịt chiên sả ớt ăn vừa miệng, cay cay thơm thơm. Ăn với cơm trắng thì ngon tuyệt luôn. Món này thì làm đơn giản nhưng mà ăn lại ngon miệng nữa. Thì có thời gian các bạn hãy làm thử nha. Món thịt heo chiên sả ớt của mình đã hoàn thành rồi. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video sớm nhất và mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn nha.